Hùng Lê xin được uh, kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em uh, của chúng ta trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Uh, bản tin vào uh, ngày kết tuần thì uh, hiện tại thì Hùng Lê đang có một chút công việc cá nhân chính vậy nên là chiều ngày thứ sáu thì Hùng chưa thể uh, uh, chuyển tải được uh, cái nội dung bản tin. Do đó thì uh, Hùng sẽ chuyển sang ngày thứ bảy một hai tuần và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại quỹ đạo làm việc của chúng ta thì um, bản tin tuần của chúng ta thì như chúng ta cũng đã biết rồi các cái nội dung của bản tin tuần thì sẽ có 3 phần phần thứ nhất thì ông lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi uh, view lại một số các cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản khá là cơ bản các anh chị nhé thì uh, những cái danh mục đó chính là những cái mã cổ phiếu mà ông đã chọn lọc ra ông đã phân tích ở trong cái thời gian vừa qua và chúng ta cũng đã có những cái sóng tăng uh, cực kỳ tốt phải nói là như vậy có những mã cổ phiếu tăng cực kỳ tốt ví dụ như nhóm ngành đầu tư công ví dụ như nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp ví dụ như là nhóm ngành dầu khí ví dụ như là uh, nhóm ngành bất động sản uh, dân cư đó thì những cái mã cổ phiếu uh, rất là đẹp và thậm chí là gần đây mà ba mã cổ phiếu trụ vừa lựa chọn ra cho anh chị đó là mã cổ phiếu vinamilk MWG và mansan chúng ta phân tích đúng chân sóng và sau đó thì ba mã cổ phiếu này đã tăng cực kỳ tốt đấy là những cái lựa chọn uh, những cái quá trình mà chúng ta phân tích để chúng ta lọc ra được những cái mã cổ phiếu tốt tối ưu uh, phân tích để giới thiệu cho anh chị em nhà đầu tư ok À, phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view lại kịch bản phân tích tuần video số 188, trong đó thì chúng ta cũng đã có những cái bước đi rất thành công ở trong tuần vừa qua. À, và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài cái nhận định về cái xu hướng thị trường ở trong tuần mới. Thì à, tất cả những cái nội dung mà mình phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân, chúng ta không phục vụ bất kỳ một lợi ích của tổ chức nào hết. Và chúng ta phân tích đúng à, theo cái diễn biến về xu hướng dòng tiền, à, xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu và nhà đầu tư chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem các clip và chúng ta chắt lọc chúng ta ghi chép lại chúng ta lựa chọn những cái ý phân tích phù hợp với quan điểm đầu tư của cá nhân chúng ta để rồi từ đó chúng ta có những cái phương hướng có những cái định hướng hành động thì đấy là cái điều mong muốn của ông lê và trong cái quá trình mà chúng ta hành quân ở trên cái chặng đường thị trường chứng khoán thì nó rất là khốc liệt và trước khi mà đi vào cái bản tin phân tích tuần này, có thể bản tin tuần thì chúng ta sẽ lược bỏ bớt đi một số các cái danh mục. Đó. Nhưng chúng ta sẽ nói sâu hơn về một cái ý. À, anh chị em sẽ nhìn lại à, trên cái biểu đồ chỉ số VN Index thì chúng ta thấy rằng là đến thời điểm hiện tại, Index của chúng ta cũng đã có một cái hành trình tăng cực kỳ tốt từ vùng 1030 điểm, đấy là vùng tạo đáy và hiện tại là trong cái target tuần thì cũng đang hướng cái chỉ số này về vùng 1240, 1245 và vùng 1250 điểm. Đó là một cái target kỹ thuật trong mơ của thị trường. Trong tuần vừa qua thì nó chỉ lên được vùng chỉ soát vùng 1240 thôi. Thì cái câu chuyện Hùng muốn chia sẻ với các anh chị ở đây là gì? Thứ nhất là thị trường của chúng ta đã tăng rất tốt, cực tốt ở giai đoạn vừa qua. Và gần như tất cả các nhóm ngành, tất cả các cổ phiếu, gần như các anh chị nhé, gần như những cái nhóm ngành mà ông lọc ra thì ông đều thấy rằng là nó đã đi được những cái target cực kỳ tốt, cực kỳ cao. Như vậy thì mặt bằng chung là anh chị em có lãi, lãi ít lãi nhiều tùy thuộc vào năng lực của từng nhà đầu tư, nhưng chắc chắn có lãi. Thì trên thị trường chứng khoán á, cái câu chuyện ở đây là gì? Chúng ta có những nhịp chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Những nhịp chúng ta kiếm được rất nhiều tiền anh chị, kiếm nhiều lắm. Nhưng cái câu chuyện là giữ được tiền ở trên thị trường chứng khoán thì chỉ có khoảng 20% nhà đầu tư làm được thôi. Có thể là cái lượng mà họ kiếm được tiền có thể là 50, 60, 70% nhưng sau đó thị trường nó ao cho một nhịp thì chúng ta bị mất hết ở nhịp sau. Tất cả những cái thành quả chúng ta kiếm được ở nhịp trước thì sẽ trả hết cho ông Mr. Thị trường ở nhịp sau. Chính vì vậy nên ở trong cái thời điểm hiện tại, giai đoạn hiện tại theo quan điểm cá nhân của ông Lê thì các anh chị nên cân nhắc thận trọng và chúng ta phải đảm bảo cái ưu tiên số 1 đó là bảo toàn vốn, bảo toàn lợi nhuận. Đó, bảo toàn vốn, bảo toàn lợi nhuận. Và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả các cái kịch bản ứng phó nếu như thị trường có một cái nhịp sụt giảm mạnh. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì? Thì cái đó là chúng ta luôn có trong cái tiềm thức để chúng ta luôn luôn chủ động ở trong cái cuộc chơi này để tránh chúng ta bị động các anh chị nhá. Thì cái giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà chúng ta ưu tiên giữ lãi, chốt lãi, bảo toàn vốn, bảo toàn lợi nhuận để chúng ta tiếp tục À, kỳ vọng rằng là thị trường của chúng ta sẽ tích lũy chỉnh cung chỉnh nền ở một cái nhịp nào đó sau đó thì thị trường lại tiếp tục chị? có một cái hành trình sóng mới thì đấy là cái uh, lưu ý uh, với các anh chị em ở thời điểm hiện tại. Ok. À, còn với danh mục những cái danh mục ở tuần này ấy, thì ông nhận diện như thế này tức là trong cái tuần vừa qua thì cái mật nhịp độ tăng tốt nó nằm ở một số các cái nhóm ngành thôi ví dụ nhóm ngành đầu tư công ví dụ nhóm ngành chứng khoán ví dụ bất động sản dân cư À, còn một số các cái nhóm ngành khác thì mình nhận thấy rằng là cổ phiếu bắt đầu lừng khừng đi ngang và sideways không xác định được xu hướng tức là nó cứ đi phập phù phập phù lên lên xuống xuống lên lên xuống xuống vậy thì những cái nhóm ngành đó thì chúng ta sẽ lướt nhanh. những cái nhóm ngành mà cứ phập phù đi lên lên xuống xuống lên lên xuống xuống các anh chị chúng ta lướt ngay đó thì đầu tiên bổ bộ trụ chúng ta có m với đúc g thì hiện tại là trong tuần vừa qua m với đúc g đã chỉnh cung về khoảng quanh vùng 51 đến vùng 52 Đấy là vùng chỉnh cung dự kỹ, thuật dự kiến và sau đó thì nó đã có những nhịp bứt lại khoảng quanh vùng 54 nhìn về mặt xu hướng ở đây này thì các anh chị nhìn thấy là tín hiệu đường MACD sau một cái giai đoạn nó xanh và nó bắt đầu có cái đường chớm đỏ chính vậy nên là cái khả năng để mà mở bứt phá mạnh ở trong cái thời gian trong ngắn hạn hùng nghĩ là không có và nếu đẹp thì nó sẽ đẩy lại được về vùng 54 và sau đó thì nó sẽ đi sideways ở khoảng vùng 51, 52 cho đến 54 ở biên hỗ trợ ở biên kháng cự. Ở cổ phiếu Mansan, Mansan thì gần như là cũng đã lên được những cái target cực kỳ là cao. Ở trong tuần vừa qua thì nó tiến lên được vùng 88 trên cái hành trình mà chúng ta dự kiến là 90 sau khi nó hoàn thành vùng target 85. năm. nó có cái nhịp chỉnh cung, nhịp chỉnh cung này thì nó cũng hợp lý bởi vì cái phiên ngày thứ hai là phiên tạo gáp và đây nó đang lấp lại gáp và nó lấp lại vùng 85 86 nó là hợp lý ở cái vùng 85 thì những cái tài khoản mà chúng ta cầm thì chúng ta có thể gì? chúng ta có thể cân uh, thêm một tí tẹo và sau đó thì nó hồi lên ở khoảng vùng 87 88 tám uh, thì chúng ta bán ra thậm chí là vùng 90 trong ngắn hạn thì như vậy thôi ở uh, Vinamilk Vinamilk sau chia nó vừa chia cổ tức các anh chị nhé và Vinamilk thì chúng ta cũng đã có một nhịp bắt rất là thành công Uh, sau chia thì chúng ta sẽ nói đến ở đây là vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 75.5 đến vùng 76 các anh chị và nó có 3 cây 4 cây nến chỉnh và hai cây nến hồi ở trong các nhịp chỉnh. Uh, như vậy thì ngắn hạn thì chúng ta sẽ phải test lại tức là sau khi nó bứt được cái cản 71.5, cái này là cản sau chia. Thì nó sẽ có xu hướng là uh, test lại và ở đây các anh chị nhìn thấy là cây nến ngày thứ 6 thì nó đã test lại ở quanh vùng 72 khả năng thì cái xu hướng trong ngắn hạn thì nó sẽ tích lũy ở khoảng vùng 72 71.5 và chúng ta sẽ kỳ vọng có một cái lực hồi phục ở đây. Tín hiệu đường mát thì bắt đầu có vùng chớm đỏ nên chính vì vậy nên là cổ phiếu nó sẽ bắt đầu ở uh, sideways ở uh, tình tỉnh này. À, ờ, một số các mã cổ phiếu khác thì chúng ta thấy rằng là C2, C2 hiện tại cực kỳ là ok, rất là đẹp và trong bản tin 18687 thì chúng ta có nói đến vùng 19 đến 7 đến vùng 20, hỗ trợ kỹ thuật tốt và cổ phiếu sẽ đâm lên vùng 21 thì tuần này nó đã đâm lên được vùng 21 và tiếp tục công lên vùng cản kỹ thuật 22. Ờ, nó đang có hai cây nến lấp cáp, hiện tại là tạm ổn. Ờ, tuần tới nó lấp lại về khoảng quanh vùng 21 thì mục tiêu chúng ta vẫn tiếp tục ngắm lên vùng 22 và xa hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 23. Dabaco cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ tốt và uh, chúng ta đã có một cái hành trình bắt và đến thời điểm hiện tại là Dabaco đã hoàn thành rất rất nhiều những cái target mục tiêu và uh, cái mục tiêu uh, gần đây nhất là vùng 24.5 và cái mục tiêu mà đang hướng hướng lên đó là vùng 27.3 đến khoảng vùng 28. tám. Uh, tuy nhiên ở trong thời điểm hiện tại thì nó lên được cái vùng 26 anh chị nhìn thấy là một đỉnh, hai đỉnh và đây là đỉnh thứ ba tức là đóng cửa tuần đúng 26. Thì cái vùng 26.5 đến khoảng vùng 27.3 đây, đây đang là, là vùng cản kỹ thuật nên khả năng là cổ phiếu sẽ chạm vùng cản này nó sẽ chỉnh lại. Và đồng thời nó có vùng một trợ kỹ thuật ở đây cực tốt 24 24.5. Như vậy thì gì? Như vậy là ngay đầu bản tin thường có trình bày với các anh chị là tất cả các mã cổ phiếu tăng tốt bắt đầu đến giai đoạn sideways, đi ngang ở vùng đỉnh. Và nó đi ngang thì nó sẽ đi ngang ở trong một cái biên kháng cự hỗ trợ thì các anh chị lưu ý những cái vùng kháng cự hỗ trợ để chúng ta làm gì thứ nhất nếu như có vùng hỗ trợ ok các anh chị có thể vơ bèo vượt tép các anh chị ăn thêm một ít và đến cái vùng kháng, gần gần kháng cự anh chốt đi còn trong trường hợp nếu như cổ phiếu bị vỡ vùng hỗ trợ thì đấy là thời điểm mà chúng ta phải cân nhắc hạ tỷ đồng cổ phiếu xuống đó cái mục đích nó là như vậy Uh, VPG cũng như vậy thôi VPG cũng đã có một target tuyệt vời ở Gần sát 22 trên 22 Tuần vừa qua thì VPG chỉnh cung Điểm chỉnh 1 thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 20.4 Điểm chỉnh 2 thì nó sẽ chỉnh về khoảng 19.9.4 Và nó về đến điểm chỉnh 2 Nó có lực phục hồi Như vậy về mặt lý thuyết thì đóng cửa tuần Nó vẫn đóng ở trên vùng 20.4 Tức là trên vùng chỉnh một Như vậy xu hướng hiện tại thì uh, lực hồi này đang khá là tốt tuần tới thì có thể nó sẽ tiếp tục nhoi lại khoảng quanh vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 vùng đấy vùng cản kỹ thuật thì các anh chị có thể canh để chúng ta chốt bớt à, cổ phiếu SMC như vậy là SMC sau khi mà hoàn thành cái vùng target mục tiêu 15 trên 15 đó thì gần như tất cả các mã cổ phiếu mà team lọc ra để phân tích thì nó đều đã hoàn thành cái target mục tiêu và sau khi hoàn thành những cái target mục tiêu đó thì nó bị chỉnh thôi đó và trong tuần vừa qua thì SMC bị chỉnh tương đối là mạnh đâu đó cái thông tin về kết quả kinh doanh nhưng hiện tại thì nó đang trụ lại vùng 12.8 đến vùng 13 tương đối là đẹp Và thậm chí là vùng 12.5 như vậy thì tại cái vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm Các tài khoản cầm thì có thể túc tắc uh, cân và uh, hồi phục T0, T1 thì anh chị bán ra ADS cũng là một mã cổ phiếu rất hay Team lọc ra và phân tích chiến đấu và đến thời điểm hiện tại thì ADS sau chia nó cũng đã hình thành Đó các anh chị nhìn thấy đây Một cái trend tăng rất là đẹp và đến thời điểm hiện tại là chúng ta cũng đã có một cái target sheet shot ở khoảng vùng 18 trên 18 đó tuần vừa qua thì nó tiếp tục công thủng cái vùng 17 ở đây rất đẹp luôn cái nến công thủng và hai cái nến test lại ở vùng 17.2 à, nhìn chung thì vẫn ngắm target 18 và vùng hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn 16.7 đến vùng 17 thì chúng ta sẽ cân nhắc thêm <laughs> à, PTB phụ tài đó phụ tài thì đây các anh chị sau khi mà nó đạt được cái target ở vùng 54 55 ở bên này thì nó bắt đầu chỉnh cung thì cũng bắt đầu dò lại và vùng chỉnh 50.2 đến vùng 51. à 50.5 đến vùng 51.2 nó bắt đầu có sự phục hồi. Và tuần này thì nó cũng đã về lại cái target vùng 54.7, đấy là cái vùng target mục tiêu. Và đương nhiên về đến đây thì nó bắt đầu nó có hai cây nến. Nó bắt đầu có hai cây cây nến là rụt cổ lại, cây nến này thì hơi đuối. Khả năng thì là nếu mà trong trường hợp nó mới chỉnh tiếp thì nó lại test lại vùng 52 thôi, 52 52.5 ở đây. Rồi nó lại vòng lên, tức là giai đoạn hiện tại là giai đoạn sideways của rất rất nhiều các mã cổ phiếu uh, CCL tốt đấy ở vùng 7.5 7.6 và hiện tại thì đóng lên ở vùng 8.05 mục tiêu ở nhịp này thì công cản 8.2 và xa xa hơn thì lên vùng 8.5 tạm thời như vậy đã bởi vì là cdl thì đánh đánh dài gom dài và hiện tại thì nó đã có một nhịp đánh từ vùng 5.5 mà lên được vùng 8.5 Ví dụ như vậy thì đấy là một target mục tiêu rất là ok rồi và Uh, tạm bằng lòng với target 8.5 thì chúng ta chốt đi để chúng ta chờ những cái cơ hội gom mới uh, Thì chốt thì có tùy, chốt 50%, 30% đó. Và sau đó thì chúng ta đến cái cơ hội mua ở dưới này thì chúng ta lại mua tiếp Cái mã cổ phiếu CRM khá là hay uh, Hùng có phân tích ở trong team và khuyến nghị mua Con này cũng mua dài đánh dài Và trong tuần thì nó cũng đã chỉnh cung khá là đẹp ở quanh vùng 10 Bắt đầu nó long lên lại ở vùng 10.7 và đến thời điểm hiện tại Đây con CRM thì Hùng ngắm như thế này đó các anh chị nhé đó nói chung người túc tác bình tĩnh thôi đấy. đấy nó tích thành công ở đâu đó vùng 8 đến vùng 8.3 thì đâu đó ít ít thì cũng phải vùng 16 đó khả năng như vậy đấy là à, đấy là cái dự báo sớm thế còn lại là để lên được cái vùng 16 đấy không phải một phát nó ăn luôn đâu nó không giống như cái nhịp này các anh chị này đấy, nhịp này nó lên này lên đến vùng 10 xong nó chỉnh cung nó test tích lũy ở vùng 8 thành công này rồi nó lại tiếp tục kéo 10.3 này và thậm chí là nhịp này thì nó có thể kéo lên vùng 11.7 đến vùng 12 và sau đó nó lại đạp. Đó thì lên đến cái vùng cản. Vì sao mà chúng ta nếu như chúng ta phân tích được những cái vùng cản kỹ thuật đó. Rồi, đó thì thì như vậy là chúng ta sẽ rất là chủ động lên lên đây chúng ta chốt và đồng thời thì ví dụ như ở đây là vùng 10 thì chúng ta lại phân tích được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là khoảng quanh vùng mấy đây này, quanh vùng 8.5. Đó vậy thì vùng 10 chúng ta chốt bớt đi vùng 8.5 chúng ta cân lại từ 8.5 cân lại này lại lên vùng 10.3 10.5 đây chúng ta chốt bớt đi. Ở cái nhịp đạp nho nhỏ này này. Đó, rồi là chúng ta lại cân này, rồi là sau đó thì nó lại hướng lên ở khoảng vùng 12, sau đó nó lại đạp lại nho nhỏ đây này, khoảng vùng 1.5 1.7 lại cân, tức là cái cái đường đi của nó nó đi zigzag như vậy chứ không phải là một một mạch là nó đâm thẳng lên được những cái vùng cản đâu các anh chị nhé rồi ở nhóm ngành tiếp theo ASM thì sản. Thì đối với ASM trong tuần vừa qua nhìn chung nó tiếp tục công cái cản 12 nhưng mà nó chưa thành. Đồng thời nó cũng có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đây 11. Uh, 11.15 đến 11.35 ở vùng này thì các anh chị có thể cân thêm để chúng ta tận dụng uh, những cái tối ưu ở ở T0. Ờ T+. Ở cổ phiếu IDI, như vậy IDI ở đây vẫn vẩy vướng vào cản 14.4 tuần này nó tiếp tục công nhưng mà nó công thành đấy các anh chị. Và đây cái nến này là cân nền công về 14.4 14.5 sau đó lùi lại nói chung là như vậy thì IDI sẽ sideways ở khoảng quanh biên 14 cộng trừ 0.2 hai à, cổ phiếu CMX CMX ở đây rồi vẫn tuần này nó tiếp tục cố gắng công cản hai cây này là nó tiếp tục công lại cái vùng cản 11 ở đây nhưng công không thành thì nó sẽ có xu hướng quay trở về tích lũy vùng tích lũy của nó là 10.2 10.2 đến khoảng vùng 10.5 ở đây là hỗ trợ kỹ thuật rồi các anh chị có thể cân đo đong đếm ở đây và sau đó thì nó có các nhịp hồi tê thì chúng ta lại bán ra ANV ngắn hạn thì vẫn đang có vùng hỗ trợ kỹ thuật 35.5 đến khoảng vùng 36 vùng này thì có thể cân và lên đến cái vùng cản đây ở Thực ra thì đây nó đây các anh chị đều có những điểm hồi lên đây có hồi lên và đây cũng khả năng cũng như vậy thôi thì vì chúng ta cân được ở đó và nó hồi lên được khoảng vùng 38 uh, 38.5 thì chúng ta bán đi đó. trong trường hợp nếu như mà chúng ta bị thủng ấy, các anh chị nhá rủi ro nếu chúng ta mua xong và chúng ta bị thủng thì ok chúng ta đã có những vị thế trước và chúng ta sắp nhận bán cái vị thế mà chúng ta mua sai ở đây tức là nếu mà xuất hiện một cây nến đỏ như thế này tức là cái xu hướng của chúng ta bị sai ờ, định hướng anh chị không phải đúng 100 phần trăm đâu có những định hướng đúng có những định hướng sai đó ví dụ như VHC thì chúng ta định hướng là công cản 80 thì như vậy trong tuần vừa qua đây cây nến này là đạt 79.8 79.8 trên vùng 80 như vậy còn 0.2 nữa thì nó lên được 80 như vậy định hướng này là đúng nhưng ví dụ như là các anh chị mà bảo cứ ao ao để chúng ta bảo là à như thế là nó sẽ lên vùng 90 thì chưa được bởi vì là vùng 8 nó phải xuyên qua cái cản 80 đã rồi từ cái cản 80 này thì nó sẽ gì nó có những cái điểm test tích lũy quay trở lại đây và như vậy thì ở đây chúng ta có vùng 76 77 nó sẽ là điểm test thứ nhất điểm test thứ hai của VHC Vĩnh hoàn thì có thể ở đây vùng 73 74 thì ở hai cái điểm này thì chúng ta sẽ lưu ý thêm Nhóm ngành tiếp theo, uh, nhóm ngành diệt may chúng ta có mã cổ phiếu TNG uh, TNG thì trong uh, giai đoạn vừa qua chúng ta cũng phải nhìn lại quá khứ một tí Đó là chúng ta đã có một cái điểm uh, bắt đầu vào vị thế ở khoảng quanh vùng 13.4 đến vùng 14 Và đến tại thời điểm là vùng 22 Thì các anh chị đều hiểu được rằng là từ vùng 14 lên đến vùng 22 chúng ta đã có một target kỹ thuật rất dài Và chúng ta đã có một hành trình rất là dài rồi vậy thì đến thời điểm hiện tại chúng ta ưu tiên đó, khi thị trường mà nó gặp những cái biến cố là chúng ta phải ưu tiên cái câu chuyện đầu tiên là bảo toàn vốn giữ lãi chốt lãi thì ở đây là mục tiêu của TNG ở đây nó có những điểm test kỹ thuật này vùng 20.6 đây cũng đang là hỗ trợ thậm chí là điểm sâu hơn ở đây vẫn được 19 mẹ vùng 20 đó, tuần trước nó ngắm về đây và nó vẫn tiếp tục ngắm về vùng cảnh kỹ thuật 22 không có gì thay đổi à, cổ phiếu VGT ở đây có điểm uh, hỗ trợ đây VGT này thì chúng ta lưu ý này uh, khi mà cái thời điểm này là đường mát nó bắt đầu đâm đầu xuống đó, thì chúng ta bắt đầu dự kiến là chỉnh về 13.5 sau đó dự chỉnh về vùng 12.9 đến khoảng vùng 13 và trong tuần này thì nó tiếp tục diện nó tiếp tục quay trở lại test mặc dù nó có những cái đẩy lên nhưng mà cái xu hướng cái đường mát nó đang như này thì cổ phiếu ít khi mà cổ phiếu tăng mạnh được các anh chị nhá nó ít khi có cái sự lệch pha như vậy khi đường CD đang cắm đầu đi xuống và tín hiệu đỏ thì ở đây VGT VGT thì như vậy là tuần tới khả năng sẽ vẫn tiếp tục 12 9 13 à, có thể có những nhịp lo ngắn lên khoảng vùng 13.5 đến vùng 13.7 cổ phiếu GIL à, gom dài đánh dài cái tinh thần nói như vậy là anh chị nắm được rồi qua các bản tin tuần À, hai tuần vừa qua vùng 30.5 vùng 31 đã cực kỳ là ok đây là vùng chỉnh cung và như vậy tuần tới tuần vừa qua thì nó cũng đã diện nó đã bắt đầu tiệm cận lên được cái vùng ta cách kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 30 uh, suy khoảng vùng 34 34.5 33.7 đến khoảng vùng 34.5 đó là cái vùng ta cách kỹ thuật trong ngắn hạn của cổ phiếu GL uh, tiếp theo chúng ta phân tích nhóm cổ phiếu cao su gồm mã cổ phiếu DRI DRI thì hơi xấu trong tuần vừa qua đây bị mất vùng 8.3 Chính vậy nên là nó sẽ đi về vùng 8 và có thể tích lũy ở vùng 7.7 đến khoảng vùng 8, tức là gặp lại hỗ trợ bên này thì nó sẽ tích lũy thêm và tín hiệu đường mark đó nó cũng đang đỏ các anh chị nhìn thấy từ đây thì gần như DRI nó chỉ có đi sideways thôi. Đó, khi mà tín hiệu đường mark mà nó 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 cắm xuống thì gần như rất khó để mà nó tăng. Cổ phiếu DRC tốt, đó, DRC tốt. <laughs> trong tuần vừa qua DRC chỉnh cung được ở vùng 23 và trong nhịp trước thì cũng có phân tích ở đây là vùng 22.7 đến vùng 23 thì như vậy là nó thêm một lần nữa nó test lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây và nó đâm lên với hai cây nến tương đối là ổn như vậy là test à công cản 24 và khả năng cái xu hướng tiếp theo thì nó sẽ công lên vùng 25 xa xa hơn thì sợ có ở vùng 26 tất nhiên là tùy cái xu hướng mà chúng ta phải phân tích từ từ GVR Ok tiếp tục sideway quay đi ngang ở vùng cản trên 22.5 đấy tuần vừa qua nó đi tiệm gần cản và đồng thời nó cũng có hỗ trợ vùng 21.2 hai à, nhìn chung thì đấy tín hiệu đường mát như thế này thì nó cũng vẫn như vậy thôi Sideway kìa đó cổ phiếu PHR à, rồi tuần vừa qua nó tiếp tục công vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng bao nhiêu ta vùng 53 và à, mục tiêu mục tiêu thì tích lũy thành công mục tiêu thì tích lũy thành công ở đây đó là biên 51 và biên sâu hơn dưới này đó là biên bao nhiêu 50-50.5 thì mục tiêu chúng ta vẫn tiếp tục uh, dự báo cái xu hướng kỹ thuật của VHR khả năng chúng ta vẫn tiếp tục ngắm ở vùng 55 đến khoảng vùng 56 nhóm ngành tiếp theo chúng ta phân tích ba mã cổ phiếu Việt theo thì như vậy là VGI chúng có phân tích ở đây ở trong tuần vừa qua VGI có một cây nến đẩy lại đẩy sát về vùng 27 tuy nhiên là lực cầu không giữ được và nó bắt đầu bị mất cái vùng xu hướng ở đây đó là vùng 25.6. Khi vùng 25.6 nó bị mất thì nó sẽ hạ về khoảng quanh vùng 25 và khả năng nó sẽ đi sideways ở đây. Ờ, cái vùng sideways này, sau một cái giai đoạn sideways thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng chịu tải Trong trường hợp nếu thất bại ở vùng 25 thì như vậy là nó sẽ rơi về khoảng cái vùng ở dưới này, đó là vùng 23.5, 23.7 đến vùng 24. Cổ phiếu CTR thì trong tuần vừa qua nhìn chung động lực cũng không có nhiều, chủ yếu là bám biên 72 sideways. Đó, đường mác đang đỏ thì chỉ có đi ngang thôi tuần tới sẽ tiếp tục đi ngang và ta sẽ đánh giá thêm cổ phiếu VTP đó tuần vừa qua nó tiếp tục công lại được ô VTP đẹp đấy tiếp tục có target 46 nói chung là vùng 45.5 và vùng 46 ở đây đang là vùng cản và nó cũng khá là đẹp khi nó giữ lại được ở vùng 43.5 có thể từ vùng mua ra năm năm này lại nhồi thêm một phát nữa rồi lại tụt xuống, tức là sideways. Tiếp tục đi ngang ở trong một cái biên từ hỗ trợ đến kháng cự và hiện tại thì chúng ta có một hỗ trợ hỗ tuần của nó khoảng quanh vùng 42, tương đối là tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì đối với bất động sản công nghiệp các anh chị cũng nắm được rồi. Chúng ta đã có một cái hành trình từ quý 4 của năm 2022 quý 4 các anh chị nhá, quý 4 của năm 2022 và chúng ta cùng nhìn lại đây, đây là quý 4 các anh chị, đây là quý 4 của năm 2022. hai à, tại thời điểm đó thì cũng đã có những cái định hướng rất là dài cho nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp của chúng ta. Ờ à, sẽ đánh ở trong năm 2023 và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rồi. Ví dụ đây là mã cổ phiếu KBC, quý 4 nó có giá khoảng 20 và hiện tại thì nó đang có giá khoảng vùng 32, như vậy là cũng tăng được khoảng tầm 50%, 50% trong 6 tháng đầu năm của 2023. Như vậy là một target kỹ thuật cực kỳ tốt đó các anh chị, cực kỳ tốt rồi đó trong cái bối cảnh hiện tại là như vậy thậm chí là đến thậm chí là có vùng 34 rồi đấy tuần vừa qua là có target vùng 34 tức là tăng 12.000 trên 20.000 đó thì chúng ta đã có một target hơn 50 phần trăm về biên lợi nhuận mà bây giờ mới có tháng 8 mới có tháng 8 thôi các anh chị đó như vậy là chúng ta cũng đã có một cái hành trình dài và hành trình dài rồi thì phải gì phải giữ cái lợi nhuận của chúng ta đó và chúng ta phải tỉnh táo ở cái giai đoạn này đó tỉnh táo thì bằng vậy thì một số anh chị bảo thế tỉnh táo như thế nào Ok, Hùng có phương pháp. Ví dụ, ở cái giai đoạn này tỉnh táo với KBC nhé. Hùng nói phân tích sâu luôn KBC. Tỉnh táo là gì? Ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ này. 31.6 vùng 32. Ok, mày không gãy. Tao cấm. Ok, được chưa? Hoặc là à, nó lên đến cái vùng kháng cự 34. ra 33, 34. ở đây này. Thì chúng ta chốt bớt đi. Ok, đấy là cái sự tỉnh táo. Rồi chúng ta chốt. Ví dụ chúng ta cầm 1.000 cổ phiếu. Chúng ta chốt 300 cổ phiếu ở đây. Về đây chúng ta mua lại 300 cổ phiếu. Cái 300 cổ phiếu đấy nó mua đúng thì nó về đây chúng ta lại bán đi 300 cổ phiếu rồi về đây lại mua lại. Nhưng trong một trường hợp 300 cổ phiếu đấy chúng ta mua xong, cổ phiếu nó bị mất cái vùng ở đây là vùng 34.6. Thì gì? Một là chúng ta bán đi 300 cổ phiếu chúng ta vừa mua xong bởi chúng ta bị sai bị thế. Rồi sau đó thì chúng ta có thể tiếp tục hạ thì trọng cổ phiếu xuống còn 50% nữa. Đó, rồi sau trường hợp đó, vân 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 và chúng ta có rất nhiều các cái phương án để chúng ta gì ạ? Gọi là phương án tỉnh táo, đó, hành động chủ động và 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 để mà 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 làm được việc đó thì chúng ta phải vạch sẵn ra những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và những cái vùng đó thì gần như cũng đã phân tích cho anh chị khá là kỹ rồi. Đó, chúng ta chỉ cần ghi chép lại thôi. Chúng ta nắm được sơ sơ. Ờ ITA đấy, cản đây vùng 6 đạp phát hai cây xong đó gặp hỗ trợ ở đây, vùng 5 cho 5, vùng 5 cho 6 lại nhồi lên. Ờ, nhồi lên thì lại lại chạm cản ở đây rồi lại nhồi xuống, tức là giai đoạn này bắt đầu đi sideways. Đấy, ở cổ phiếu STT trong 2 tuần vừa qua thì nó tiếp tục bám biên, đó là biên 32, 35 35.2 35.5 là biên hỗ trợ và kháng cự đây là vùng 37 đóng cửa tuần ở khoảng vùng 37.3. Ờ, ngắm ngắm sơ sơ thì mình vẫn cảm nhận là cái 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 xu hướng của cổ phiếu STC khá là đẹp nên là chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng là đánh lên vùng 38 39 40. Thì uh, tùy xu hướng tình hình nhưng mà ít nhất đến thời điểm hiện tại là chúng ta có target 37 trên 37 để cũng là một target rất thành công. Rất thành công anh chị à, cổ phiếu IDC đấy em IDC mông nó nặng như này nhưng mà đấy nó cũng vẫn túc tắc đi lên đấy từ <laughs> từ quý 4 đâu đó khoảng vùng 34 đấy lên bây giờ cũng 47 48 rồi đúng không? 50 rồi chứ còn ít nữa đâu đấy suy soạn 50 à, uh, target cũng vẫn đang rất là đẹp uh, tuần này nó test vùng 47 cơ bản là thành công và chúng ta tiếp tục ngắm vùng 50 à, uh, xa xăm hơn xa xăm hơn ở trong nhịp này thì 53 54 55 nhưng mà phải 50 cái đã rồi rồi chúng ta mới ngắm lên được cái vùng đó Uh, VGC ok VGC đạt target kỹ thuật 50 trên 50 và như ông có phân tích ở đây khi ngay khi VGC vẫn còn ở vùng 4 trong 8 đến khoảng vùng 42 thì ông đẩy lên target 46 xong đó tích lũy thành công ở cái biên này này 44.9 đến 45.3 thì ông tiếp tục đẩy nâng ta ghét của nó lên 50 và tuần này thì nó đã hoàn thành ba cây nến đạp trở lại nó là bình thường tín hiệu đường MACD đang hơi đỏ một tí do đó thì tuần tới thì khả năng nó sẽ test lại vùng 46 và tại vùng 46 đây thì chúng ta sẽ đánh giá cái năng lực phục hồi của cổ phiếu cổ phiếu DTD cũng là một mã cổ phiếu rất thành công rồi các anh chị cực kỳ thành công luôn mua xong một phát nó dựng đứng luôn đấy cái thời điểm mà chúng ta phân tích ở đây cứ mua xong thế là nó tăng thôi, đây ngày 24 tháng 7 phân tích điểm mua ở vùng 15 15 đến 16 mua xong nó lên target 30 xong đó nhung nhà nhung nhằng đưa lên được đến target 37 và đến tầm này bắt đầu đuối rồi các anh chị nha. đuối rồi nhìn thế này là đuối rồi tức là cái target dự kiến ở vùng 40 ở đây là không có đến tại thời điểm này với xu hướng này là chưa có còn có hay không thì nó lại phải phân tích tiếp và ở đây thì xu hướng là sẽ test lại vùng 30 sâu sâu hơn thì ở đây sẽ là vùng 28 tạm thời như vậy cổ phiếu D2D, D2D hiện tại cũng đang đi sideways sau một nhịp đấy mua tăng cực kỳ tốt luôn, ăn cổ tức xong tăng tí tã luôn, lên đến tận 32 sau chia. Và nó chỉnh cung và hiện tại ở đây đang có hỗ trợ 29 thì chúng ta cứ ngắm thêm trong trường hợp nếu 29 thùng thì chốt bỡ chốt chốt tiếp. Đó, bởi vì target mà chúng ta đặt ra ở đây là cũng khá là ok rồi. À, em tip à, tuần vừa qua. Tuần vừa qua đấy anh chị này thì có kháng cự đây vùng 25.23.5 chạm kháng cự thì lại chùn rụt cổ. Đồng thời chạm hỗ trợ thì lại bật lên. Đó nó có hỗ trợ đây này. Hỗ trợ sát sát ở đây này, sát sát ở đây là khoảng quanh vùng 22 chấm mấy này, 22, 22.3. và biên dưới tức là quanh vùng 22 cộng trừ 0.3, hiểu nôm na nó là như thế, tức là nó sẽ biên trên và biên dưới. Nó không chính xác tuyệt đối được đâu. Và mục tiêu thì chúng ta lại như vậy thôi, lại công về vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Đây là vùng cản thì trong ngắn hạn nó gì ạ, nó đang đi sideways thì chúng ta đành mình chấp nhận như vậy thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành thép, phân tích mã cổ phiếu Hòa Phát, HPG. Thì trong bản tin tuần video số 188 thì có phát đi cái tín hiệu kỹ thuật là Hòa Phát sẽ có xu hướng test ở vùng 27.7 cây nến ngày thứ hai thì nó test rất thành công nhưng cây nến ngày thứ ba thì nó lại hỏng và đến cây nến ngày thứ năm cây nến ngày thứ sáu thì cây nến ngày thứ năm và ngày thứ sáu gọi tạm gọi là một một đều đó nó lấy lại được ở cái vùng 27.3 như vậy là tạm gọi là một đều như vậy thì trong cái xu hướng của tuần tới thì khả năng theo quan điểm một khả năng là nó có thể kéo lại ở đây là vùng 22.7 vùng 28 và sau đó thì nó lại bắt đầu nó gì ạ? quay trở lại nó test cung kỹ thuật bởi vì tín hiệu đường MACD Uh, bắt đầu từ uh, từ 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 cái đoạn này này đó là tín hiệu đường macd bắt đầu chỉnh đỏ và với cái cái sự chỉnh đỏ như vậy thì xu hướng cổ phiếu nó ít để mà nó nó bật tăng mạnh Nếu không anh chị không có bao giờ gần như là không có nó chỉ tăng một hai cây rồi nó lại đạp đây các anh chị nhìn thấy này tăng được hai cây đó rồi sau đó nó lình khừng đi ngang rồi nó lại đạp xuống rồi nó tăng được một cây đây có thể là thêm một cây nữa rồi nó lại đạp đó nên là khi mà có tín hiệu như vậy thì chúng ta nếu chúng ta lướt lát thì chúng ta chỉ lướt ngắn thôi. Tôn hoa sen. Nó tôn hoa sen. Đấy các anh chị, đấy các anh chị nhìn thấy đây nhá. Bắt đầu từ đây đúng không ạ? Tín hiệu đường MACD bắt đầu từ đỏ chuyển xanh và đến tại thời điểm vẫn xanh. Nên là các anh chị nhìn thấy là nó tăng từ 16.5 mà lên được gần suy soát 19.5 đến biên 20. Đây là biên target kỹ thuật mà ông có dự kiến. À, rồi, nhưng mà trong tuần thì nó nó cũng bị chỉnh cung này nhưng mà cái điểm chỉnh của thằng 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 gì nhỉ thằng 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 hoa sen nó đẹp hơn và xu hướng tuần tới có thể nó sẽ còn một đến hai nhịp test lại ở khoảng quanh vùng 18 3 18 5 và à, kỳ vọng ở đây nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp phục hồi ở đây và chú ý cản 19.5 đó là vùng cản tương đối là mạnh của cổ phiếu ở Nam Kim cũng như vậy thôi, tín hiệu đường mát của phiên bắt đầu ngày thứ sáu, tức là khi nó đạt đến đỉnh kỹ thuật 20 trên 20 thì diện nó bắt đầu gì nó bắt đầu cái tín hiệu đường mát bắt đầu nó đổ xuống. Thì như vậy là nó nó nó, nó khó để nó bứt tiếp. Đây các anh chị, cái kịch bản bứt tiếp là là gần như khó. Đấy và nó bay giờ nó lại quay trở lại vùng 19. Có thể có lực hồi các anh chị, đây là lực hồi. Thì lực hồi này có đủ mạnh hay đủ yếu hay là như nào thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá thêm. Nhưng mà đâu đó thì nó cũng sẽ hồi về khoảng quanh dưới vùng 20 thôi và nó lại có điểm test cung kỹ thuật tiếp theo. Tức là nó sẽ đi sideways theo quan điểm vùng khả năng là sẽ quay 18.6 đến khoảng quanh vùng 20. Đó nó sẽ đi như thế này, nó giống như cái cái giai đoạn này. Cái giai đoạn này nó đi đấy, các anh chị nhìn thấy đây, sau một cái giai đoạn nó tăng á bắt đầu nó đi đi đi, đi sideways nó bám ở trong một cái biên là 13 14.3 và sau đó gì Nó có tín hiệu kỹ thuật để nó thoát lên và cái cái cổ phiếu Hòa Phát ấy, là một trong những cái mã cổ phiếu mà nó 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 đặt cái 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 điểm đặc thù này là đấy các anh chị nhìn thấy ạ đây là giai đoạn nó đi đi ngang đó rồi sau đó thì nó phát đi tín hiệu kỹ thuật nó thì có thể là giai đoạn sắp tới thì cổ phiếu thép nó sẽ đi vào những cái giai đoạn như vậy tiếp tục đi sideways và sau những cái 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 sự quan sát thì chúng ta sẽ định hướng thêm cổ phiếu VGS như vậy là cái động lực của VGS không còn và nó bị mất ở vùng và khi cái động lực nó bị uh, nó nó bị mất ở vùng 18.5 rồi á, thì như vậy là gì nó đang tạo thành một cái gì đây ạ phân kỳ giảm trong ngắn hạn và như vậy lực hồi nếu có phục hồi thì nó sẽ phục hồi về lại khoảng quanh vùng 18.5 18.6 và nó sẽ gì ạ? nó sẽ có xu hướng quay trả cung test nhẹ ở đây và quan sát tín hiệu kỹ thuật ở cái vùng này thì chúng ta sẽ nắm được cái xu hướng cổ phiếu TVN gặp cản 8 À, chỉnh cung và tuần vừa qua sideways ở vùng 7.1-7.5 xu hướng tuần tới thì khả năng vẫn tiếp diễn tín hiệu đường mac chưa có cái sự chuyển pha nên là vẫn linh sinh tlh tín hiệu đường mac cũng hoàn toàn tương tự như vậy sau một cái giai đoạn nó đi ngang ở đây và uh, chúng ta có cái um, gọi là sau khi bứt cản ở vùng 8.5 thì nó bắt đầu có xu hướng test lại cản và trong tuần vừa qua thì nó test đến vùng 8.35 theo quan điểm của hùng vùng 8.35 vẫn là đẹp đây các anh chị đây là một, một kênh xu hướng và cái chạm kênh xu hướng bật lên là đẹp rồi về cơ bản nó là như vậy tuần tới à, lực kéo này thì chúng ta sẽ kỳ vọng có thể kéo về lại ở vùng 8. mấy thế này dưới 9 một chị 8.889 sau đó nó lại test lại và cái câu chuyện ở đây là cái kênh xu hướng và đặc biệt là vùng 8.35 sẽ là cái vùng Uh, trụ lực rất là quan trọng của cổ phiếu này để chúng ta tránh những cái uh, rủi ro ví dụ trong trường hợp nếu mà nó bị đạp gãy thì đấy là cái sự rủi ro của chúng ta đã bị tăng lên các anh chị nhá còn trong trường hợp nó vẫn giữ được như vậy là cái rủi ro ta đang ở mức uh, trong trong tầm kiểm soát trong tầm kiểm soát rồi uh, nhóm vật liệu đầu tư công một cổ phiếu KSB thì uh, thì chúng ta cũng đã có một cái sự định hướng cực kỳ là dài cực kỳ là dài các anh chị ngay từ quý 4 thì hùng cũng có định hướng rằng đầu tư công sẽ là một cái mũi nhọn của năm 2023 và tại cái thời điểm đó thì ví dụ như con KSB nó đang lừng khừng nó tích lũy sideways đi ngang đó ở khoảng quanh vùng 16.6 đến khoảng 17 tại thời điểm này thì chúng ta bắt đầu chinh chiến và nhịp thứ nhất thì chúng ta đưa được cái target kỹ thuật của KSB về vùng 28 đấy là cái sóng to nhất về vùng 28 và sau đó nó tích lũy thành công ở vùng 23.5 tiếp tục 28 lần 2 và sau đó thì nó tiếp tục tích lũy thành công ở vùng 26 26.2 thì chúng ta nâng được cái target vùng 32 32.5. 3.5 32 33 các anh chị như vậy là cực kỳ cao rồi. Đó, 6 tháng đầu năm thì chúng ta đã rất thành công với nhóm ngành đầu tư công. Thì thành công rồi thì chúng ta phải giữ cái thành công đó, chúng ta phải giữ cái thành quả đó, quan điểm hôm như vậy thôi. Ở đây thì um, có hỗ trợ ngắn hạn ở vùng 31 30 8 31 31 3 không thủng thì cứ cầm và cả kỹ thuật 32.5 đến khoảng vùng 33 lên đến đó thì chốt bớt và về đến vùng dưới này thì mua thêm PLC trong tuần không có nhiều động lực lắm vùng 38.5 vùng 39 về các bạn thì nó vẫn tiếp tục uh, đi uh, ngang ở quanh cái uh, đi sideways ở quanh vùng này chờ cái lực cầu cao cao hơn. Còn cản kỹ thuật ở đây thì cũng vẫn phân tích ở đây rồi, vùng 41 đến vùng 42. Cái thằng này là nó lên được đến bao nhiêu nhỉ? 41.5 đấy. Đấy đấy 41.5 vùng 42 luôn, lên đúng cản luôn. Và sau đó thì nó chỉnh lại và có thể cũng có thể nhịp này nó sẽ tiếp tục kéo lên đến cản này nó lại chỉnh. Đó, vậy thì hỗ trợ làm gì? Mua thêm và lên kháng cự làm gì? Bán ra ủng cũng chỉ dạy các anh chị như vậy thôi hướng các anh chị như vậy thôi và chúng ta cố gắng thực hành như vậy nó chẳng có gì cao cao sang đâu các anh chị cao siêu đâu cái bản chất là trong những cái nhịp mà áp chúng ta kiếm nhiều tiền nhưng mà đến nhịp downtrend thì chúng ta mất hết vậy thì bây giờ để khắc phục cái điểm đó thì làm sao để giữ được tiền ở trong nhịp downtrend kết thúc thế thôi chứ còn cái nhịp mà sóng tăng thì thằng nào chả nói phép được vỗ ngực rằng ta phân tích cổ phiếu tăng 30 40 50 phần trăm nhưng đến cái nhịp downtrend thì nó đạp cho hai nhịp thì há hốc mồm chả thắng thấy ông nào nói đấy thế thì cái cái điểm quan trọng nhất đó là chúng ta giữ được tiền ở trong nhịp up để làm làm sao đó ở trong cái nhịp downtrend chúng ta đánh nhẹ nhàng hoặc là giảm thiểu những cái rủi ro trong cái nhịp đó thì ở đây là BCC cũng khá là tốt này anh chị này ở đây hỗ trợ 14 đúng không ạ đồng thời đây có cản 15 đây anh nào mà giỏi quá thì đúng không cây nến ngày thứ ba chốt 15 xong đấy lại về đến vùng 14 14.2 các anh lại trao Ờ uh, nôm na chúng ta cứ thử tính ra là 0.8 chia cho 14 0.8 chia cho 14 5,7% các anh chị tức là một nhịp mà chúng ta đảo thành công như thế này bằng chúng ta gửi ngân hàng một năm đó đó chỉ trong một cái 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 tích tắc như thế này thôi nhưng mà bằng 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 bằng, bằng gửi một năm 5.7% các anh chị cao lắm đó nên là nó rất là tuyệt vời khi mà chúng ta vận hành được cái cái hỗ trợ và cái kháng cự thì chúng ta lướt lát các thứ ngon lành lắm chung là rất là là tự tin luôn VCG quá đẹp lên được đến tuần vừa qua lên được 28 đến 28 chỉnh cung trở lại à, quanh vùng 26 và vùng 26 này vẫn tiếp tục giữ được ở vùng ấy cái đến cuối tuần như thế này là vẫn đẹp tiếp tục uh, hưởng ứng target 28 và xa xăm hơn thì ngắm lên vùng 29.5 khoảng vùng 30 à, Fecom FCN Fecom ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật à, 16.5 16.8 và chúng ta sẽ ngắm lên cản ở khoảng quanh vùng 18 à, cô 4 cây nến kết tuần thì nó hơi bất thường lực cầu gấp khoảng bao nhiêu ta trung bình có 4 triệu mà 15 triệu đánh gần gấp 4 lần trung bình hai mỗi phiên và chúng ta xuất hiện một cây nến đây khi mà cây nến uh, trong cái mua phỏng Mùng đã có phân tích ở trong những cái tuần trước nếu như xuất hiện một cái cây nến mà đè cái vùng 15 cộng như thế này thì chúng ta sẽ hướng lên vùng ta ghép 16 và cây nến này thì trong phiên luôn có luôn 16 và nó đánh một phát từ 14 lên 16 trong một cái biên uh, tăng cực kỳ là đẹp Mặc dù không đóng cửa ở vùng cao nhất phiên nhưng cái nến này cũng là một cái nến thần kỳ đó các anh chị. Và đối với đây, cũng sẽ view lại các anh chị đó. Bắt đầu từ quý 4 của năm 2022 thì uh, lúc đó Senco 4 có vùng giá 9, vùng giá 9 và bây giờ nó có vùng giá 16 chưa tính cổ tức chưa tính cổ tức các anh chị như vậy đấy là một target cực kỳ tuyệt vời Senko 4 chia 11 ở giá 10. Chia 11 ở giá 10, các anh chị lưu ý là như vậy. LCG ngon vẫn giữ được đây 13 8 14 vẫn giữ được nhưng mà thế này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục gì ạ ngắm cái vùng cảnh kỹ thuật 15 và xu hướng trong ngắn hạn thì cũng vẫn đề cập đến là 15 G36 hình như cũng tốt rồi đấy G36 xem nào oh, tốt quá đấy hỗ trợ kỹ thuật đây 9 đến 75 đến vùng 10 test 2 tuần đấy tuần này còn có một tí tẹo uh, nhóm xuống đây à, đúng không ạ 9 đến 75 đến vùng 10 hai cái nến phục hồi tốt lực cầu tốt như thế này thì tuần tới chúng ta lại tương bừng ở vùng 11.3 11.5 à, lên đến cái cản này thì chúng ta chốt bớt nhưng mà sẽ xem là con G36 G36 vẫn ngon đấy G36 hiện tại như vậy là nó vẫn đang nằm ở trên một cái uptrend và duy nhất bây giờ nó còn cái cản Bay được cái cản 11.5 này thì cũng đi về nơi xa đấy Nên là các anh chị đầu tư công chúng ta tiếp tục cầm Đấy là cái định hướng rồi Cầm cho hết năm đi Nhóm ngành dầu khí chúng ta phân tích bốn mã cổ phiếu Gồm mã cổ phiếu PLX Tuần vừa qua PLX tiếp tục Không biết là cây nến này thật hay đều này Không rõ lắm nhưng mà nhìn chung là vùng 41.5 đến vùng 42 là nó đạt được Tóm lại là như vậy, còn không biết thật hay đều thì chúng ta không quan tâm. Ít nhất là 41.5 42. Và nó chỉnh chỉnh thì chỉnh lại vùng 40 và cái xu hướng sâu hơn thì khả năng ở đây nó sẽ vùng 39.5 vùng 39.7 bởi vì tín hiệu đường MACD nó đang hơi xấu. Cổ phiếu PVS trong tuần thì nó cũng đã tiếp tục gì ạ? Công lên cái vùng là công lên cái vùng dự kiến ở đây vùng cản 35.5 đến khoảng à 35 đến khoảng vùng 35.5 tức là cây nến này tiếp tục công về vùng cản kỹ thuật này à, và nó công vẫn tức là cái cái lực công nó chỉ được trong phiên thôi và kết thúc thì nó lại không nhồi lại được ở vùng 35 cộng và nó bị chốt à, và nó cũng đây này cái cái câu chuyện ở đây là cây nến ngày hôm qua sau đó có một cây nến cũng test khá là sâu trước khi mà nó quét trở lại phục hồi chính vậy nên là tuần tới 33.6 sẽ là cái xu hướng mà cổ phiếu này sẽ test cung quay trở lại đây bởi vì tín hiệu đường ACD nó cũng đang khá là xấu. À, PVD như vậy là lực đi của PVD nó đạt được trong phiên thứ hai và nó không đóng cửa cao nhất phiên và nó bị chốt ba cây nói chung chốt ba cây hồi hai cây à, như vậy hiện tại thì nó lại tiếp tục va cản 26 khả năng thì tuần tới nó sẽ có cái xu hướng tuần tới thì nó sẽ có xu hướng test lại ở đây này test lại hỗ trợ này test lại hỗ trợ khoảng quanh vùng 25.325 25. đó nó, nó hồi lên nó hồi lên ở đây thì nó sẽ kéo được về khoảng vùng 26.3 sau đó thì nó lại diện sideway và nó 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 đi một cái giai đoạn như vậy BR đẹp BR đồng có đây BR, đây trong trong cái bản tin định hướng ấy, đấy, Bản tin định hướng của 5 ngày trước Thì BSR là Một trong những cái mã cổ phiếu Mà đánh giá rằng là Chúng ta có thể à... VKT tiếp tục tăng Nhóm xu Công kháng ngựa tuần BSR Anh chị em ngắm dài Hùng Lê Đó BSR anh chị em ngắm dài cho lên Thì uh, uh, ngay khi mà vào cái bản tin phân tích tuần ấy, Đấy thứ 6 Và đây thì nó quay test lại vùng 18.5 Nó nhô lên được tiếp tục target 19 Và thậm chí đẩy lên được vùng 20.5 Hai cái nến test này là cực kỳ đẹp Tức là test trên vùng 20 cộng Như vậy cực kỳ khỏe Nếu có thì nếu có test sâu lắm Thì khả năng về 19.5 Nhưng mà cái kịch cái, cái bản về 19.5 Theo quan điểm của Hùng nó, nó không khả thi Trừ khi là thị trường nó sập 30-40 điểm Chứ còn thị trường mà nó cứ lừng khừng lừng khừng hoặc là nó ấy thì cái khả năng test sâu nó không có, nó chỉ rớ lắc ở khoảng quanh vùng 20 cộng trừ 0.2 thôi. Thì BSR khá là đẹp. Ờ uh, oi nhịp này cũng khá là ok. Hỗ trợ 10.6 10.8 và tiếp tục đấy tuần này đây. Công cản 11.5 luôn, đạt gần 11.5 thì nó lại chỉnh lại rồi nó lại nhồi lên. Thì như vậy là chúng ta nắm được là gì tinh thần ở trong cái giai đoạn hiện tại là thị trường ở vùng đỉnh. Ở vùng cản rất là mạnh nên là các anh chị cứ đánh ở trong một cái biên hẹp thôi hỗ trợ và kháng cự à, nhóm ảnh tiếp theo thì nhóm ngành banh tuần vừa qua hùng cũng khá là bận và cũng không thể nào mà phân tích được cho các anh chị nhóm ngành banh thì banh hiện tại á là đang có xu hướng kéo và theo quan điểm của hùng thì banh nó sẽ kéo một nhịp trước khi mà thị trường sập thì banh nó sẽ kéo một nhịp để nó lít để nó cho những cái nhóm ngành mà đã tăng tốt ở trong thời gian vừa qua thì nó sẽ chốt đó thì hiện tại các anh chị có thể nhìn thấy ví dụ như bidv công thương à, uh, VPBank à, uh, VPBank rồi Techcombank cũng đã kéo khá là tốt còn trong cái nhịp uh, cuối cùng của sóng banh thì cũng có phân tích và gợi ý cho anh chị ba cái mã cổ phiếu đó là mã cổ phiếu TPBank thì TPBank con này nó đi chậm đi chắc và đi dài và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị cũng nhìn thấy đây cái thời gian mà mình phân tích con TPBank nó khá là dài rồi đến tại nó ăn cổ tức xong thì bây giờ nó tiếp tục là công cái cản 19 ngắm lên vùng 20 21 ở đây Nói chung là nó cứ đi chậm chậm vậy thôi nó tích lũy ở nhịp này thì có thể nó sẽ đẩy lên được khoảng vùng 21 22 đó là đó là cái target dài dự kiến ví dụ thế thì như vậy là cái thằng này mà nó đi được hết cái vùng target của nó mà nó lên được tận vùng 24 25 26 trên này thì chúng ta cũng đã có một cái target dài ơi là dài và đẹp ơi là đẹp nha VIB là mã cổ phiếu thứ hai thì đối với IB ở hiện tại thì cũng vẫn đang phân tích một sóng lên và cái chu trình sóng của nó vẫn đang là đẹp 20.3 20.5 trong tuần vừa qua tiếp tục có điểm mua đẹp ở đây rồi sau đó thì nó sẽ hướng tiếp tục hướng cái vùng cản ở đây là vùng cản 21.5 và cái xu hướng 21.5 theo quan điểm kỹ thuật cùng 21.5 nó khoảng vùng 22 khả năng nó sẽ kéo lên vùng này rồi nó gì chỉnh một phát ok cổ phiếu thứ ba của phiếu SHB đẹp không các anh chị SHB cuối tuần này nó đá lên vùng 3.3 thì đối với SHB ăn cổ tức này rồi à, trong một cái nhịp mà xem là SHB thôi không tìm được anh chị nữa tốn thời gian mất thời gian uh, SHB rất là đẹp và nó test lại hỗ trợ 12.3 12.5 hỗ trợ tuần này các anh chị đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi 12.3 luôn nó lừng khừng nó đạp lừng khừng đây và một cây nến kết thúc luôn kết kết thúc gọi là kết thúc game thì như vậy là 13.5 SHB sẽ hướng về vùng tắc cái tụt 13.5 và sau đó sẽ là vùng 14.5 đến khoảng vùng 15 rất đẹp rồi bây giờ thì sẽ đi phân tích nhóm ngành cuối cùng là nhóm ngành chứng khoán VCI VCI đẹp trong tuần vừa qua đẹp test kỹ thuật đúng này đúng test đúng hỗ trợ 42 sau đó thì công lên dự kiến tuần tới thì sẽ vùng 45 46 này SSI SSI là đã hoàn thành vùng target mục tiêu này 30 đến vùng 31 và tuần vừa qua thì đạt được cái vùng target kỹ thuật là vùng 30.1 và nó chỉnh cũng nó chỉnh cái này thì cũng khá là đẹp rất đẹp thậm chí là chả có vấn đề gì <laughs> nó cứ chỉnh mà làm sao mà ông chỉnh kiểu gì mà ông cứ tích ở trên vùng 27.6 thì vẫn là đẹp các anh chị đánh sideways ở trong cái biên này thôi 27.6 28 cho đến vùng 30 31 đấy HCM cũng tương tự như vậy Đấy các anh chị nhìn thấy chưa Trong cái giai đoạn này Cái tinh thần ở giai đoạn này là cổ phiếu đi sideways à, Trên vùng đỉnh Tại sao lại đi sideways trên vùng đỉnh Thì chúng ta phải lật lại nhóm ngành chứng khoán chúng ta Ví dụ thằng HCM này chúng ta phân tích từ đâu à, Thằng HCM này phân tích từ tận tít ở Đầu năm 2023 Xong nó cứ khừng khừng, khừng 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 đi lên Đấy thì bây giờ nó bắt đầu đi sideways thì sau một cái giai đoạn sideways đó thì nó mới phát đi được một cái xu hướng và ở đây đối với HM 29.5 và cả cái thuật 31 tuần vừa qua thì cũng một thêm một lần nữa nó đạt lại cái target 31 trên 31. Đồng thời nó lại test thành công hỗ trợ 29.5, như vậy đấy là một cái xu hướng tuyệt vời của cổ phiếu. À, còn cái đoạn này thì chưa, cái cái, cái hỗ trợ này thì chưa, chưa 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 tính toán đến nơi nhưng mà ngắn hạn là như vậy. 29.5 đến vùng 31 các anh chị. VND VND test cung quá đẹp luôn 19 đến 7 vùng 20 xuất điểm cây lực hồi lực hồi này thì sẽ ngắm lên 21 sau đó thì ngắm lên vùng 22 SHS vẫn đang đẹp và SHS tiếp tục đi sideways ở hỗ trợ dưới vùng 15 và biên trên thì khoảng vùng 15, 8 đến khoảng 16 thì tại sao lại nói là hỗ trợ trước đây chúng ta phân tích là gì 14.5 14.8 15 là kháng cự đây trước đây bản chất nó là cái kháng cự là 15. Tóm lại là đạt target 15 trên 15. Thì nó sẽ quay lại nó test lại target 15 và nó nhồi đi nhồi lại nhồi đi nhồi lại ở đây để có thể vươn lên được target cao hơn ở quanh vùng 16 16.3 thì đối với SSS ở trong biên hẹp. Như vậy Uh, FTS ở đây một cái kênh xu hướng các anh chị nhìn thấy đây rồi và cái mục tiêu của FTS thì chúng ta vẫn tiếp tục gì ạ ngắm ở vùng cả kỹ thuật 34 đến khoảng vùng 35 đây là target chúng ta phân tích rồi MBS ở trong tuần vừa qua uh, hoàn thành 21.3 và có một nhịp chỉnh nhịp chỉnh này thì cũng không đáng ngại uh, nói chung ngắn hạn đối với MBS mà nó cứ rơ lác được ở khoảng uh, trên cái vùng hỗ trợ 19.7 đến khoảng vùng 20 sideway được ở vùng này, 19.7 đến vùng 20 là hỗ trợ, tức là gặp cái vùng này thì uh, uh, nó 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 đánh lên và lên đến cái vùng cản 21 21.3 này thì nó lại đạp rạp xuống. Như vậy thì chúng ta cũng có thể sideway ở trong vùng này để tối ưu lợi nhuận. Ờ uh, MSBS cũng đẹp, MSBS trong tuần vừa qua ok. Hỗ trợ đây các anh chị 7.9 vùng 8, các anh chị cần một ít vùng 8.5, 8.7 thì vui vẻ thì chúng ta bán ra một ít. Cổ phiếu VIX thì quá là tuyệt vời rồi. Trong tuần vừa qua VIX chính thức là đạt 16 đến 16 và đang hướng lên vùng 17.5. Nói chung con VIX đánh nhịp rồi trâu bò. Đấy, con VIX là ngoài ăn cổ tức thì chúng ta phân tích từ vùng 6 khoảng quanh vùng 6 đến vùng 6.5 mà bây giờ lên đến vùng 17.5 rồi, 17 rồi. Vẫn còn đánh. Tức là 7 nhân 3 là 21 nó lên đánh lên khoảng vùng 20 là nhân 3 đây các anh chị kinh khủng bây giờ là nhân 2 rồi nhân 2,5 rồi và sắp sửa nếu mà đánh lên được vùng 21 thì là nhân 3 rất khỏe còn VX này cũng thích lắm còn VX x với con agr đấy là hai con mã chứng khoán mà gần như không thể thiếu trong các cái nhịp phân tích và chúng ta đánh giá đây agr như vậy nó phân tích từ 8 lên 16 tức là nhân 2 và hiện tại thì cái xu hướng là tuần tới thì khả năng sẽ đạt 16 thôi và nó xa xa hơn thì nó sẽ cũng hướng lên khoảng được vùng 17 17.5 APS ở sau khủng hoảng anh chị, đây đang bắt đầu ổn ổn rồi, bắt đầu có một cái phân kỳ tăng ngắn. Đồng thời nó có một cái biên tích ở đây, nó là biên 6 6.35 khá là đẹp, đẩy lên vùng 8 và test lại ở vùng 7. Đây, mua. Đây là những điểm mua và bây giờ chúng ta mua được rồi. Chúng ta mua để chúng ta bắt đáy được rồi. Mục tiêu tiếp theo ở vùng 9 đến 9.3. ADS cũng đẹp, ADS là về cơ bản là đẹp. Hiện tại ở ờ, hai tuần vừa qua thì cái xu hướng của ADS vẫn tiếp tục diện tăng trưởng và trong tuần vừa qua thì ADS đã xây lên được một target suýt uh, soát tạm chạm được cái vùng 18 à, xin lỗi cả nhà VDS chứ. À, ADS là cái con kia VDS ở đây thì vẫn đẹp ờ, mục tiêu thì vẫn là vùng 16 và trong tuần vừa qua thì nó cũng đi sideways Nói chung trong ngắn hạn VDS cứ cứ, cứ tích lũy ở khoảng vùng 14 14.3 thành công và chúng ta sẽ có cản 16 thì tạm thời là chúng ta sẽ đi à, phân tích ở trong một cái biên như vậy. ORS cũng đẹp, tuần vừa qua đẹp, kéo lên và sau đó kéo break tuần trước là nó break vùng 16 và tuần này thì như cũng có phân tích ở đây là nó sẽ quay trở lại test cung. Và nó test cực đẹp luôn, nó test ba cây 16, ba cây ở trên 16 cộng. Thành công và long ở vùng 17 kết thúc tuần với một phiên lực cầu gấp đôi trung bình 21 phiên, vậy khá là ok ở đây thì hùng sẽ tiếp tục ngắm lên cái cản cái tuần tiếp theo 17.5 năm đến khoảng vùng 18 rồi ok như vậy là danh mục cổ phiếu chúng ta sẽ tạm dừng ở đây à, tuần này thì hùng sẽ tiếp tục bổ sung thêm à, phân tích thêm cái mã à, cái nhóm ngành bất động sản dân cư à, bằng một video riêng đó à, chúng ta sẽ cập nhật cái nhóm ngành bất động sản dân cư để chúng ta xem thử là những cái mã cổ phiếu chúng ta phân tích ở trong tuần vừa qua thì à, sau một tuần thì nó có những cái biến động gì để các anh chị nắm được về mặt xu hướng và cố gắng biên tập một cái bản tin uh, phân tích và đánh giá nhìn nhận lại uh, cái xu hướng của ngành banh để chúng ta cũng nhìn được uh, uh, trong cái xu hướng ngắn hạn thì banh nó sẽ như thế nào gặp cản nào đó thì hai cái bản tin đó thì mình sẽ cố gắng biên tập sau ok anh chị nha uh, rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần uh, thứ ba phần thứ hai và phần thứ ba uh, review lại kịch bản phân tích ở tuần vừa qua và một vài ý để nhận định về xu hướng thị trường ở trong tuần mới thì cái bản tin tuần video tuần 188 thì Hùng cũng đã có đề cập truyền tải đến tất cả các anh chị em những cái yếu tố tích cực về các cái nhóm ngành, ví dụ như là nhóm ngành bất động sản dân cư, bất động sản công nghiệp. nhóm ngành chứng khoán đó là những cái nhóm ngành mà chúng ta vẫn tiếp tục có những cái chạc kỹ thuật ngày rất là đẹp. Về mặt về mặt xu hướng thì Hùng vẫn tiếp tục đánh giá rằng là bộ ba tham số chung của thị trường Uh, tiếp tục uh, uptrend và nó sẽ tiếp tục uh, công về các cái vùng kháng cự ở vùng 1220 điểm đến vùng 1225 và mắc target thì có thể đạt được ở vùng 1245 đến vùng 1250 đây là một cái kịch bản lạc quan nhất và để duy trì được các cái kịch bản này thì thị trường chúng ta cần phải thỏa mãn các cái điều kiện test tích lũy tức là các cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần của thị trường cần phải được bạn đảm bảo và trên bộ ba tham trên cả cái thuật giờ bộ ba tham Thổ chung uh, vẫn đi rất uh, đi cực tốt chưa có dấu hiệu phân phối hay chỉ cung xu hướng chủ đạo vẫn là up trend up trend cái chữ trang này là viết vui uh, chính vậy nên là nhà đầu tư vẫn tiếp tục cầm thêm vị thế đồng thời uh, đồng thời phải bớt hưng phấn và tại những cái vùng mà, uh, mà 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 cổ phiếu bị kéo cao đó, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt dần uh, cho lên đến đỉnh và chuẩn bị sẵn một cái lượng tiền mặt Để chúng ta uh, sẵn sàng nganh đón nái đạp và chúng ta múc Rồi Và target tuần thì như vậy là VN30 Phái sinh Và index Target 1 ở vùng 1225 Và cao hơn thì chúng ta hướng đến cái vùng 1000 à, 245 đến vùng 1250 điểm và tuần vừa qua thì maximum đâu đó là thị trường index và VN30 chúng ta lên được vùng 1240 điểm, một target cực kỳ là cao. Và cũng chia sẻ ngay từ đầu bản tin với các anh chị rồi thì đường ra tăng tốt ở thời gian vừa qua đã tăng tốt, cực kỳ tốt, cổ phiếu tăng tốt, cực kỳ tốt, chúng ta đã có tiền và thậm chí là nhiều anh chị có cực kỳ nhiều tiền. Thì đến thời điểm hiện tại chúng ta nên chậm lại bỏ chân ga ra chúng ta đừng có rồ ga nữa chúng ta bỏ chân ga ra chúng ta đi chậm lại chúng ta rà chân phanh để làm gì để nếu như thị trường của chúng ta có những cái biến động mạnh có những cái biến cố mạnh thì chúng ta đã chuẩn bị rồi à phía trước có chướng ngại vật thì như vậy chúng ta xử lý tình huống nó sẽ rất là nhanh rất là chủ động và với quan điểm cá nhân hùng với quan điểm cá nhân hùng trong thời điểm hiện tại và các tuần tiếp theo thì các anh chị nên để tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu Nó là 50 trên 50 Hoặc là 30 trên 70 Đó là một cái khuyến cáo an toàn về tỷ lệ tài khoản Ở thời điểm hiện tại Các anh chị không nên gọi là quá hưng phấn ở giai đoạn này Quá hưng phấn ở giai đoạn này Bởi vì là à, tạo lập họ sẽ ru ngủ nhà đầu tư Và đoạn này thì ông bắt đầu thấy nhà đầu tư bắt đầu ngủ rồi đấy Tức là trước đây có một cái cái, cái nhịp mà Mình phân tích cho các anh chị đúng không ạ Vùng 1.200 điểm sẽ là vùng mà nhà đầu tư thức luôn luôn thức và cái vùng đấy là ông, 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 khảo sát khoảng tầm 100 nhà đầu tư thì thấy ông nào cũng bảo ơ mày ơi chỗ đấy cản đấy chốt chốt hoặc là chỗ đấy mẹ mày, chuẩn bị chốt nhá mẹ cản đấy nó nó đập vỡ mồm thế thì tạo lập và hùng đã phán đoán cái kịch bản đấy cực kỳ là chính xác tức là tạo lập họ sẽ không đạp vào vùng đấy họ kéo lên thì hiện tại bây giờ là kéo lên vùng một hai bốn rồi đó một hai bốn và tiệm cận vùng một hai bốn năm thì khả năng cao là vùng này là vùng mà nó sẽ ru ngủ nhà đầu tư bằng cách đạp phiên này à, 10 điểm Phiên mai kéo 15 điểm rồi phiên sau có thể đạp 20 điểm nhưng lại kéo lại 25 điểm Và họ liên tục họ nhồi như vậy thì nhà đầu tư sẽ cảm thấy là à, Chết thế đếch nào được Hôm nay nó đạp thì mai nó lại kéo Có gì đâu bình thường đó và nó cứ làm như vậy cho đến lúc là nhà đầu tư ngủ say ngủ say trong chiến thắng bởi vì là đến thời điểm này là rất nhiều nhà đầu tư có lãi và ai cũng cũng tự hào rằng là à như nhịp vừa qua là tôi đánh có lãi thế này thế kia sướng lắm đó nhưng mà cái câu chuyện là sau cái nhịp như vậy á thì họ sẽ phải ru ngủ nhà đầu tư bởi vì là cái lượng tiền tạo lập nó lớn lắm và nó để nó phân phối được thì thì ông bán cho ai đương nhiên phải bán cho nhỏ lẻ bán cho những người không có kinh nghiệm bán cho những người tham lam rồi bán cho những người như thế nào nhỉ tức là bán cho những người mà hưng phấn đó còn những cái người mà họ cảnh giác ở thời điểm này là gần như họ họ không bán được cho những nhà đầu tư đấy và những cái nhà đầu tư kỳ cựu là bây giờ họ bắt đầu họ chốt dần chốt dần các anh chị chốt dần chốt dần và với những cái với những cái tài khoản đầu tiên vùng lên thì như vậy cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta chốt và chúng ta đưa được cái tỷ lệ tài khoản về 37 hoặc 5 năm đấy là tỷ lệ vàng ở thời điểm hiện tại an toàn đấy mà đặc biệt là 5 năm là cực kỳ an toàn nếu như có kéo tiếp thì tao vẫn còn 50 phần trăm cổ phiếu Ta chốt cho đến đỉnh luôn cho đến ngọn luôn đạp gì Ok anh có 1 tỷ anh có 500 triệu tiền mặt ở đây rồi Ok xuống vùng hỗ trợ cổ phiếu đẹp ta mua thì đấy là một cái cái khuyến cáo chung mà các anh chị lưu ý ở trong cái thời điểm hiện tại đấy là chúng ta kiếm được tiền rồi thì chúng ta cố gắng giữ tiền các anh chị nhá À, rồi, ở trong bản tin tuần vừa qua thì chúng ta vì sao mà chúng ta lại nói là thứ nhất là để mà lên được vùng 1245 đến vùng 1250 thì nó cần phải có điều kiện gì Phần phải có điều kiện là test thành công ở hỗ trợ. Thì các anh chị nhìn thấy đây, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì gần như là thị trường đã bung gáp luôn và sau đó nó chỉ test nhẹ lại ở khoảng quanh, quanh vùng 1215 đến vùng 1220, 1220 điểm đây là cái cơ sở kỹ thuật rất là quan trọng và chính cái điểm này thì bắt đầu thị trường một long mạnh và long về index à VN30 là long long suy soát ở vùng 1240 và sau đó thì nó cũng muốn nhịp chỉnh cung. Rồi, dừng lại ở cái vùng nhịp chỉnh cung thì nó cũng sẽ phân tích tiếp. Đối với chỉ số phái sinh cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Các anh chị nhìn đây, phái sinh thì cũng đã tăng nó cũng đã có một cái nhịp nhịp tăng cực kỳ tốt và mở gáp luôn ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai à, phá trên của chúng ta break cản ở vùng 1225 và đi lên được cũng đi lên được cái mức cao nhất ở vùng 1240 điểm và sau đó bị đạp nhìn này bị đạp à, tiếp theo chỉ số VN Index đây Index của chúng ta đây cũng mở gáp và gần như là không bị phá vùng hỗ trợ kỹ thuật sau khi mở gáp xong thì nó lấp cáp nhẹ nhàng và phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chỉ số index của chúng ta tiếp tục kéo và index thì lên được mắc ở vùng 1.235 điểm ở đây đây chính là cái phân kỳ gọi là cái điểm này gọi là cái điểm diện cái điểm tụ về mặt kỹ thuật và nó không đủ động lực để nó bước qua như vậy là hai chỉ số thì lên được vùng 1240 và một chỉ số thì lên được vùng 1235 và nó bắt đầu gì ạ về đây thì nó bắt đầu chỉnh rồi nó bắt đầu chỉnh thì chỉnh cung thì như vậy là cái điểm test lại rất đẹp ở vùng 1000 suy soát là 1215 nói chung 1210 1215 nhồi lên thì uh, trong cái câu chuyện của cái phiên giao dịch ngày thứ năm các anh chị ngày thứ năm thì cũng có uh, Có phân tích một cái ý tức là trong cái phiên ngày thứ năm để uh, chuẩn bị kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm và chuẩn bị phiên ngày thứ sáu thì cũng đánh giá lại một số các cái tín hiệu kỹ thuật trên, trong phiên thì phiên ngày thứ năm là một phiên mà thì uh, tạo lập họ họ sáo họ sáo phái sinh họ xáo phái sinh anh chị họ lợi dụng cái chỉ số Dow Jones là bị mất 0,98 phần trăm ở trong phiên giao dịch ngày thứ tối ngày thứ tư thì như vậy là họ mượn phái sinh họ đạp và trong cái phiên đó thì index của chúng ta mất 9,48 điểm Tuy nhiên ở điểm số thì nó chỉ tập trung và tại cái thời điểm đó thêm cộng điểm số của từng cái thằng này Techcombank card của thằng Vibank Vium là âm 6,64 điểm so với âm 9,48 điểm như vậy là như vậy là so sánh cái 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 hai chỉ số này thì chúng ta thấy rằng là cái điểm số tập trung ở các cái nhóm ngành khác nó chỉ còn âm khoảng không, không âm 2,84 điểm thôi. Như vậy là nếu mà âm 2,84 điểm so với tổng quan của cả thị trường thì cái này nó là quá bé các anh chị, nó quá bé và không quá lớn. Đấy. Và điều này chính cái điều này thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng là thị trường sớm phục hồi và phiên nay thì khả năng là tạo lập đây chủ đạo là chơi phá sinh và bộ ba tham số chung của thị trường và trong cái phiên mà kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm thì bộ ba tham số chung của thị trường nhìn chung là vẫn đóng ở quanh vùng một hai một có một thằng phái sinh nhìn như đóng một hai tám nó chỉ bị mất một tí tẹo thôi tức là nó chưa qua cái mốc này nên là nên là câu chuyện là gì nó vẫn nằm ở trong cái gì trong cái tầm mà kiểm soát và đặc biệt ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng thấy rằng là cái 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 dòng tiền đó, dòng tiền chờ mua và dòng tiền mua chủ động của phiên giao dịch ngày thứ năm tốt và sang phiên ngày thứ sáu tức là phiên kết tuần phiên ngày hôm qua cực tốt tức là gì tức là dòng tiền chủ động vẫn duy trì ở mức tốt như vậy á thì thì sao thì cái 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 khả năng mà để thị trường rơi sâu ở trong thời điểm hiện tại là chưa xuất hiện đấy bởi vì trong đây này rơi 9 điểm nhưng mà bố mấy cái thằng này nó ăn hết từng này điểm rồi vậy thì về bản chất là thị trường chúng ta chưa có chỉnh sâu nó đang đi sideways thôi đó và tất cả các cái lòng cổ phiếu đã tăng tốt ở giai đoạn vừa qua là nó đang đi sideways thôi anh chị nó đi sideways ở trong cái vùng đỉnh thì thì cái câu chuyện là sau một cái giai đoạn đi sideways như vậy á thì khi nào nếu như mà index của chúng ta mất 15 điểm chẳng hạn nhưng nó không tập trung vào cổ phiếu trụ mà cái chủ phiếu trụ nó rất ít mà nó tập trung vào những nhóm ngành khác thì đấy mới là tín hiệu nguy hiểm của thị trường đó, chúng ta phải phải phân tích sâu cái chỗ đấy và như vậy là tạo lập hò xào phái sinh thì đó và phiên ngày thứ sáu các anh chị nha họ lại long rất mạnh đấy vick họ đánh thần đấy vinhome gần thần và những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn thì họ lại sốc lên à như vậy là là gì ạ như vậy là họ họ đảo đảo như vậy là họ chủ đạo là họ long phái sinh phiên ngày thứ năm thì chủ đạo họ sọt phái sinh thì họ đạp những cái mã cổ phiếu lớn và phiên ngày thứ 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 sáu thì họ lại long lại phái sinh đồng thời thì phiên ngày thứ sáu thì dòng tiền mua chủ động cũng khá là tốt chính vậy nên thị trường phục hồi khá là ok như vậy thì đây Chúng ta sẽ nhìn lại bộ ba tham số chung của thị trường đây, chỉ số VN30 đây anh chị. Thì tại cái thời điểm mà kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm thì cũng có đánh giá rằng là VN30 đóng cửa trên vùng 1210 như vậy nó chưa quá xấu. Chưa quá xấu là việc đấy. Và cái điểm số nó bị mất, nó tập trung quá lớn vào một số các cái mã cổ phiếu như vậy thì đấy là tạo lập của 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 những cái ý đồ họ, họ họ, họ, họ dùng ở trên thị trường thôi, họ hù nhà đầu tư thôi, còn đấy nó chưa phân phối. Và phiên ngày thứ sáu thì gì ạ? Họ lấy lại ở vùng 1215 sau đó bứt lên được vùng 120 và vượt thoát vùng 125. Thực ra trên cái kịch bản mà phiên ngày thứ sáu bứt một vùng 1225 thì Hùng không có nghĩ đến đâu. Chia sẻ nó thật với anh chị, Hùng chỉ nghĩ đến là nó sẽ đánh lên vùng 1225. Đây là vùng cản thì gì ạ? Thì nó sẽ lắc. Đấy, bản thân là ở đây nó sẽ lắc và bản thân Hùng cũng có khuyến nghị trên room. Tức là đến cái vùng đây, một đấy thì khả năng là nó sẽ gì ạ? Đấy một một đây này, 14 giờ thì bộ ba tham số gặp cái vùng này là khả năng vùng dự báo là sẽ rung lắc nhưng mà nó đánh bật phát qua 1225 tức là cái đây là nằm ngoài cái dự báo không ai dự báo được còn ai hoặc là tạo lập họ dự báo được chứ còn hùng chịu không dự báo được cái đó. Và vòng dự báo rằng là lên được đến cái vùng 1225 này nó sẽ lắc nhưng mà nó đánh bay qua như vậy với cái xu hướng hiện tại thì các anh chị nhìn thấy này chúng ta có một kênh xu hướng giảm ở đây và trong phiên giao dịch của ngày thứ sáu thì nó gì nó đã phá kênh xu hướng giảm ở đây tức là nó đã bứt lại được cái vùng 11225 thì đây các anh chị này Thường nói rằng là để mà trở lại ngắn hạn này đây 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 vn30 nhá về đây này đánh tiếp này và vùng 1 2 trở thành vùng cản ngắn của chỉ số này phiên nay nếu chỉ số cố vượt lại đây 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 phái sinh này phái sinh chừng nào mà chỉ số phái sinh vượt lại được vùng 122 cộng 1225 cộng thì mới xác động xác nhận lại cái xu hướng À, tăng điểm của thị trường cơ sở đó và đối với index thì index chừng nào index vượt được vùng 1.220 cộng thì cái đó xác lập xu hướng tăng điểm đấy vậy thì trong phiên giao dịch ngày thứ sáu vừa qua thì bộ ba tham số chung của thị trường là nó đều xác lập lại xu hướng tăng điểm trong đó thì chỉ số vn30 bẻ gãy được cái vùng 1225 và nó đi lên và nó đang tạo thành một cái điểm phân kỳ ngắn ngắn ở đây như vậy thì cái câu chuyện là cái, cái đà hưng phấn có thể tiếp tục kéo index à, kéo VN50 về vùng 1240 đến 1245 và tại vùng 1240 đến 1245 này thì cũng sẽ quan sát xem cái ý đồ tạo lập của nó ở đây như thế nào nếu như đến ở đây mà nó lại đạp lại thì như vậy là index lại bắt đầu đi sideways kết hợp với cổ phiếu đi sideways vùng đỉnh thì đấy là những dấu hiệu chớm để dự báo thị trường phân phối Đấy là chớm anh chị nhá, chưa phải chưa phân phối đâu. Còn phân phối được hay không thì như vậy là chúng ta lại còn phải phân tích tiếp. Nhưng đấy là dấu hiệu chớm. Vậy thì trong trường hợp nếu như mà index mà không đánh vượt được vùng 1240, 1245, 1250 trong tuần tới và nó cứ lừng hừng lừng hừng ở đây thì đấy là một cái dấu hiệu mà thị trường chớm phân phối. Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự test cung trở lại sau khi bật lên thì như vậy là nó sẽ quay trở lại nó test ở vùng 1220, 1225. Rồi và sâu hơn sẽ là 1215 ở đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng chịu tải của chỉ số VN30 ở trong tuần tới tại các vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Đó. Rồi, chưa thủng cái vùng đó thì chúng ta vẫn cứ ok. Ờ, quay sang chỉ số phá sinh thì các anh chị cũng có thể nhìn lại đây, đúng không ạ? Thì khi mà phá sinh bứt được cái vùng phá được cái vùng 125, tức là nó đã diện Nó đã có cái xu hướng chuyển pha. Tuy nhiên ở đây thì Hùng cũng vẫn tiếp tục là gì phái sinh ở tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở cái vùng cản kỹ thuật 1240 đến khoảng vùng 1245 ở đây. Để chúng ta xem thử cái khả năng chịu tải của nó ở đây như thế nào. Rồi sau đó thì chúng ta mới diện mới bắt đầu à, phân tích và khả năng cao khi mà nó, nó kéo lên ở vùng này á, thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại xu hướng chỉ cung. Và cái điểm chỉnh cung kỹ thuật điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên nó sẽ test lại 125 nhưng mà cái điểm 125 này thì Hùng không có tin tưởng lắm và cái điểm sâu hơn của nó nó phải ở đây đó là khoảng cùng quanh 1215 đến 1220 chính là cái vùng cản kỹ thuật ở trong cái tuần giao dịch cũ đúng không ạ rồi <laughs> về phá sinh như vậy và nếu như nó test thành công ở cái vùng này thì nó mới diện nó mới xác lập lại được cái xu hướng tăng thế còn nếu trong trường hợp nếu nó bị vỡ cái vùng đó và nó lại à, chỉ số của chúng ta lại đi vào kênh à, các anh chị nhá nếu như phái sinh lại đi vào kênh xu hướng tức là gì tức là đến cái vùng này nó không giữ được và nó lại nó xuất hiện những cây nến như này ví dụ như thế các anh chị nhá đấy nó xuất hiện kiểu kiểu như này thì như vậy đấy sẽ là gì ạ như vậy đấy sẽ là cái khả năng rất cao là index của chúng ta sẽ phân phối ở vùng 1235 đến vùng 1240 điểm thì cái này là chúng ta lưu ý đó giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta ưu tiên gì ạ bảo toàn lợi nhuận mà nên ông sẽ đi phân tích sâu về cái ý đồ tạo lập để chúng ta xem là họ ở đây họ sẽ làm gì thì đối với chỉ số VN index cũng như vậy ở vùng 1235 nó bắt đầu bị rạp uh, lại và ở vùng 1210 thì chỉ số này bắt đầu kéo lên như vậy thì ở trong ngắn hạn ở vùng 1230 đến vùng 1235 khả năng đà hưng phấn đà hưng phấn của thị trường thì phiên ngày thứ hai khả năng nó sẽ tạo gáp và nó sẽ kéo tiếp uh, nó sẽ kéo tiếp cái 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 chỉ số uh, index của chúng ta đi về lại cái vùng này đó kéo uh, kéo index đi về lại cái vùng này. Rồi sau đó sau đó thì nó sẽ quay trở lại test và nó sẽ test như vùng có phân tích nó cũng hoàn toàn tương tự sẽ trả về 1220. Đó, 1220, sau đó thì 1210 đến vùng uh, 1215 và sâu hơn sẽ là vùng 1205, tùy cái xu hướng ở đây thì chúng ta sẽ lựa lựa để chúng ta tiếp tục chúng ta phân tích cái cái xu hướng. Và trong trường hợp nếu như mà nó vẫn nằm được ở trong kênh xu hướng này thì như vậy là tạm ổn nhưng mà trong trường hợp nó bị bung khỏi kênh xu hướng và đặc biệt là như cũng có phân tích ở đây đối với index chúng ta có cái vùng 1195 đến vùng 1200 điểm ở đây là bộ ba tham số chung ấy, chứ không phải mỗi vùng in đây không. là một vùng hỗ trợ cực kỳ quan trọng và thị trường cần phải giữ được ở trên những cái vùng hỗ trợ đó ok như vậy là một vài góc nhìn về xu hướng thị trường ở trong tuần mới thì như vậy các anh chị tham khảo với những cái mã cổ phiếu mà chưa được phân tích ở trên dòng thời gian bản tiến tuần thì các anh chị có thể comment ở uh, bên dưới ông sẽ dành thời gian để ông trả lời các câu hỏi của anh chị uh, kính chúc anh chị em nhà đầu tư có một uh, tuần giao dịch mới thành công và gặp nhiều may mắn có hai ngày nghỉ cuối tuần thì vui vẻ uh, bên gia đình người thân uh, chúng ta tái tạo lại năng lượng sức lao động để chúng ta tiếp tục uh, chiến đấu uh, ở cái giai đoạn hiện tại phải thi đấu hết sức là tập trung hết sức tập trung các anh chị và một lần nữa thì ông nhấn mạnh lại là chúng ta sẽ ưu tiên giữ lãi like À, bảo toàn lợi nhuận giữ vốn và tiếp tục à, chờ đợi một con sóng mới để chúng ta à, ăn cho nó tí tã như cái nhịp sóng vừa qua nói chung là cái nhịp sóng vừa qua là từ đầu tư công từ dầu khí thép rồi chứng khoán là đều 30 40 50 phần trăm là rất bình thường Ok các anh chị rồi à, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại